Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm CHCMX Plus. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về CHC MX Explode cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của CHC MX Explode lysine HCL 200mg Magi lạc tất dị hydrat 149,03mg Casi lạc tất 82,48mg Inulin 60mg Tham ôm Odunin in 25mg Kẽm 25mg Vitamin B1 20mg Vitamin B2 20mg Vitamin B6 20mg Product Hydrolysis 10mg Colostrum 10mg Sữa ong chúa 5mg Acid folic 3mg Enzyme Protein 640UI Enzyme Amylase 2200UI Vitamin D3400UI Công dụng Bổ sung lờ lý xin HCL, vitamin và khoáng chất cần cho cơ thể, giúp giảm chứng biếng ăn, kích thích ăn ngon, tăng cường tiêu hóa. Hỗ trợ tăng sức đề kháng, nâng cao miễn dịch, tăng chuyển hóa và hấp thu dưỡng chất cho trẻ. Chỉ đinh Dùng cho trẻ biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng, trẻ mới ốm dậy, sức đề kháng kém. Cách dùng. Sản phẩm dùng đường uống. Liều dùng. Trẻ dưới 2 tuổi có thể dùng 2,5 ml một ngày hoặc theo hướng dẫn của bác sĩ. Trẻ 2 đến 3 tuổi, 2,5 ml một lần, ngày 2 lần. Trẻ 4 đến 14 tuổi, 5 ml một lần, ngày 2 lần chống chỉ định, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sản phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm CHC EMAX Plus, đồng thời biết cách sử dụng CHC EMAX Plus sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.